Tùy sự thích nghe mà ứng nói, phiền não khác nhau chẳng phải một, chỉ vài vô lượng môn đối trị. Duy Phật khéo nói nhân duyên kia, luôn vì lợi lạc chúng hữu tình. Gặp Phật nghe Pháp chẳng chứng thánh, hữu tình như thế thật khó độ. Đại danh Như Lai phải khát ngưỡng, kẻ nào được thấy lợi vô hạn. Phật trí luôn làm tâm thanh tịnh, được nghe chánh pháp khỏi sanh tử. Nghe danh hiệu Phật điềm lành lớn, thường niệm Thế Tôn luôn hỷ lạc. Phát tâm hướng Phật sanh trí tuệ, như lời dạy tu thành trùng trí. Giới phẩm thanh tịnh không bần đục, tịnh lự đệ nhất tâm bừng sáng. Trí tuệ tối thắng khó khuynh động, biển pháp thanh tịnh như cam lồ. Tất cả hữu tình ưa buông lung, chư Phật chuyên tinh lìa thế gian. Thương yêu hữu tình như con một, ơn đức sâu dày không đền được. Trước nói pháp phá giặc phiền não, sau dẹp thiên ma quân huyễn hóa. Thế Tôn đã nói lỗi ba cõi, rộng bảy vô lượng đức niết bàn. Trăm ngàn đại kiếp khó được nghe, nên nay con chí thành tán lễ. Bấy giờ trong hội có một vị thiên tử tên là Thiện Danh, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật, dục kệ khen. Như Lai bình đẳng hành đại từ, nếu có thể dùng trí độ người, để bà đạt đa được độ trước, cũng gì đối với hữu tình khác. Này tôi chẳng muốn để luống qua, tu chỉ đại hạnh đền ơn Phật, nếu chỉ tự chứng diệt vô lậu, đối ơn Phật kia chưa đền được, nếu có tu hành như Phật dạy, mới được gọi là chân Phật tử. Phật chịu khổ lâu vì hữu tình, ơn lớn vô thượng khó trả được. Đại từ khai rõ chân diệu pháp, khiến chúng tự tu và độ người. Nếu Phật chẳng hiện ở thế gian, tất cả hữu tình chịu khổ lớn, chỉ có ác thú không trời người, nghe toàn các thứ âm thanh khổ, chịu khổ các cõi không ai khỏi, do vì phiền não buộc hữu tình. Phật muốn cởi bỏ các cút độc, ngược lại buộc bằng dây đại bi, như lai ruộng phước lớn của đời, nếu pháp chánh tu lìa ác thú, nếu trái lời Phật chẳng tu hành, nhất định chẳng được sanh trời người. Nếu ai ác tâm với Đức Phật, hoặc chẳng ưa nghe pháp thâm sâu, thì hữu tình này thật đáng thương, quyết định ở mãi chỗ tối tăm. Nhưng Phật Thế Tôn trí tự biết, loài kia Như Lai mới hiểu rõ, trí Phật chẳng phải để so lường, cúi đầu đảnh lễ mười phương Phật, vô ý trí lực pháp bất cộng, chỉ Phật Thế Tôn có đầy đủ, tướng hảo trang nghiêm hương vi diệu, người xem không chán vượt các sắc, bà môn khai mở chẳng tạm dứt, hoa Phật thanh tịnh nay tôi lễ. Duy Phật hiểu đúng vô thượng giác, vĩnh viễn ra khỏi các hiểm nạn, Phật là đệ nhất bậc vô thượng, cúi đầu quy mạng đấng lưỡng túc. Phật đem công đức nước chánh pháp, rửa trừ sạch hết các uế bẩn, Thế Tôn xưa nay sạch trong ngoài, tôi nay đảnh lễ thân chân tịnh. Lúc này Đại Phạm Vương chủ cõi Kham Nhẫn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng Phật dùng kệ khen. Như Lai đầy đủ thắng phước tuệ, lợi lạc hữu tình chẳng tạm ngưng, thường dưới cam lồ cứu đói khát, tôi nay cúi đầu làm lợi người, thế gian người khả kính hơn hết, tất cả loài kia đến cúng Phật, đầy đủ các thiện hết các ác, tôi nay kính lại bậc vô đẳng. Vì muốn cứu vớt các hữu tình, chẳng còn hạnh nào không tu học, vượt khỏi sanh tử được an vui, ta này đảnh lễ đấng cứu thế, lễ lại thân sắc vàng vi diệu, lễ lại bậc thuyết pháp cam lồ, lễ lại trí thanh tịnh không bẩn, lễ lại tất cả rừng công đức. Bấy giờ Phật bảo Đại Phạm Thiên Vương, lành thay như điều ông khen Như Lai là thật, chẳng phải hư dối. Vì sao? Vì trong vô lượng kiếp, chư Phật Thế Tôn đã tu tập nhiều loại phước đức trí tuệ, do đó quả vị hoàn toàn đầy đủ. Vì sao? Vì Như Lai đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, ba nghiệp thân ngữ ý đều thanh tịnh, nên thông suốt được chân như thật tế. Vì trụ thật tế nên nói ra điều gì chẳng hư dối. Khi ấy Đại Phạm Thiên Vương đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật: Cúi xin Thế Tôn dùng năng lực thần thông làm cho bát nhã ba la mật đa này trụ lâu ở thế gian để làm lợi lạc cho tất cả.
Phật bảo Đại Phạm Thiên Vương, tất cả Như Lai trong mười phương ba đời đều dùng đại thần thông, cùng chung hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu để trụ lâu ở thế gian làm lợi lạc cho tất cả. Thiên ma phạm trí, ngoại đạo sa môn đều không thể phá diệt và gây trở ngại. Vì sao? Vì ta nhớ quá khứ có Phật tên là Bảo Nguyệt Như Lai đầy đủ mười hiệu, nước tên Vô Hủy, kiếp tên Hỷ Tán. Phật kia có hai đệ tử Bí Xô làm đại pháp sư khéo thuyết giáo pháp thâm sâu, một tên là Trí Thịnh, hai tên là Đế Thọ. Thường theo Phật kia truyền xe chánh pháp, trải qua một kiếp tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, có trăm ngàn ước chúng ma cõi tam thiên đại thiên đều được giáo hóa phát tâm Bồ Đề, vì thế nên các thiên ma không có sức phá diệt và cản trở. Đại Bồ Tát Tịch Tĩnh Tuệ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bảo Nguyệt Như Lai trụ ở chỗ nào? Vẫn còn trụ ở đời hay đã nhập Niết Bàn rồi? Thế Tôn bảo Tịch Tĩnh Tuệ: Thiện Nam Tử, cách phương đông hơn 10.000 ước thế giới chư Phật đã từng có thế giới tên là Vô Hủy. Trong thế giới ấy, Như Lai thọ một vạn kiếp. Ở thế giới ấy, Phật thường thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, các thiên ma và ngoại đạo vân vân không thể làm chướng ngại kinh điển này và đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bí Xô Trí Thịnh này chính là mạn thù thất lợi, Bí Xô Đế Thọ này là thiên vương tối thắng. Hai vị Bồ Tát này đã dùng các phương tiện thiện xảo ủng hộ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu làm cho trụ lâu ở đời. Mười phương cõi Phật nếu có thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này thì hai vị Bồ Tát ấy liền đến nghe nhận. Như ngày nay ta thuyết pháp môn này, phóng đại quang minh, tìm theo ánh quang minh đến đây vân tập